Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Điện Máy Hoàng Quân, kênh chuyên mua bán và cung cấp các thiết bị âm thanh bãi, các dòng loa nghe nhạc và hát karaoke của Nhật, Mỹ, châu Âu hàng bãi đảm bảo uy tín. Địa chỉ chính xác cửa hàng tại thị trấn xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0976119504 hoặc 0984804715. Hôm nay em làm video giới thiệu và test cho các bác đôi loa cổ đến từ Nhật Bản. Đôi loa có tên là Pioneer CS33A. Con này được thiết kế với một bát 20 màng FB gân vải và một chung giấy cũng màng FB. Chiều sâu của đôi loa là 23, chiều ngang là 32 và chiều cao là 55. Sẽ quay thông số kỹ thuật của đôi loa. Công suất là 35W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Sản xuất tại Nhật Bản. Và em bao zin hoàn toàn đôi loa. Loa còn zin từ e căng cho đến loa. E căng hình mắt cáo rất là đẹp. Và đôi loa thì vuông thành sắc cạnh. Và giá em bán rất là rẻ. Bên em nhập rẻ bán giá cũng rất là rẻ. 8 triệu đồng để cho các bác chơi. Sau đây em xin test một đoạn nhạc cho các bác. Biết
lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm. Bài ca em gom góp một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Em xin báo giá lại là đôi loa cửa hàng đang bán với giá 8 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa xin liên hệ với em qua hai số điện thoại 0976119504 hoặc 0984804715. Các bác xem video đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, các sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã xem.